Dạo này idol mình cứ đánh là thua, rớt xuống đáy của vực thẳm mà. Xem riết chán quá. Ai? Idol của em. Idol nào? Idol của em là idol Nhật Bản á. Naruka. không phải Naruka. Naruka mới lên đây mà idol khỉ gì. Anh không biết nữa, đụng rồi, tới nỗi đau của em. Rồi, tôi biết rồi. Thần bài. Chia bài sạch. Ok. Mô ta đúng không? Đúng rồi anh. Rồi vậy thôi, hôm nay mình sẽ làm về idol của chú. Moto is not really using his very good net play. He's lifting most, he's pushing most away from the net. Oh, I just said it. But this is one of the first few times he's actually done this. Rồi, and he's got nếu mà nói về Kento Momota đúng không? Dạ. Yeah. Thì chắc chắn một chuyện rồi. Momota ra đường gặp anh phải kêu anh bằng anh. Ừ, rõ ràng. Anh có thể là số 1 thế giới nhưng mà ra gặp tôi là anh phải kêu bằng anh nha. Ok. Sinh năm 94 mà. Rồi. Nhưng mà nói chung cũng là gọi là một kiệt xuất của Nhật Bản, không biết sau này có được hay không, có còn ai hay không. Nếu mình nói về Momota thì đó là một vận động viên là cực kỳ xuất sắc của Nhật Bản. Thì anh này thì bộc lộ năng khiếu từ bé. Dạ. Yeah. Không biết ở đây có bạn nào mà xem đọc truyện Jindo không? Jindo. Đường dẫn đến khung thành đó, thằng cô bé bé đá banh này đó là biết là cái Nhật Bản nó có hệ thống cầu lông học đường, thể thao học đường cực kỳ phát triển. Thì ở bộ môn cầu lông thì anh Momota này ảnh hốt luôn từ tiểu học tới trung học rồi tới cấp 3 luôn. Xong rồi ảnh được vô đội tuyển quốc gia luôn, nghĩa là cứ phát triển lên như thế. Là anh đã có gọi là anh đã bộc lộ năng khiếu của mình là từ bé luôn rồi chứ không phải là mới. Mọi thứ với anh này này không biết bạn có coi tâm linh hay không chứ tôi không biết sao, chứ hình như là anh đã có cái một ruồi ở dưới mắt hay nè. Đúng rồi. Rồi tôi nhiều khi chắc vậy, thành ra cũng sau này là khóc hơi nhiều rồi đấy, không biết ha. Thầy tạo là người chơi hệ tâm linh các bạn ơi. Đó, này mình chỉ nói vui thôi nha, đừng có. Đó thì nếu mà nói về Momota mình có thể cho ảnh là ở ba giai đoạn đi. Dạ, ba giai đoạn. Trước nghĩa là từ lúc ấy về trước 2016, sau 2016, rồi. Xong rồi tiếp theo nữa là tới giai đoạn này hiện tại. Giai đoạn hiện tại là thi đấu đi xuống. Đúng rồi, rồi ok như thế. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Kento Momota. Fantastic retrieval. It will come over on top of this. Good defense. Thì ở giai đoạn đầu anh ấy là thành công sớm. Anh ấy cũng giống như là Tô Phích này, cũng giống như là Lindan, cũng là thành công sớm từ bé. Dạ. Yeah. Đó, rồi được chọn vô đầu tiên là được sau khi thành công ở các giải ở lứa tuổi học đường của mình ha. Rồi tiếp theo nữa thì được công ty, hình như công ty Nippon hay gì đó. Kento Momota là được câu lạc bộ NTTX anh. NTTX là câu lạc bộ của cái quê nhà của anh ta, là tài trợ cho anh ta. Nhưng giờ vẫn còn đánh anh. Đúng rồi. Những cái giải mà kiểu như nội địa Nhật. Chọn là vô câu lạc bộ, rồi xong được gọi vô đội quốc gia. Đấy, coi như anh ấy là hạt nhân, cái nhân tố mà cực kỳ quan trọng cho cái việc mà gọi là giúp đội tuyển Nhật Bản gọi là ở vị trí đơn nam, dạ, số 1 chủ lực á. Đúng rồi. Số 1 chủ lực. Thì anh ấy đã thành công từ các giải trẻ rồi, từ hình như là vô địch giải trẻ thế giới 2012. 2012, ồ, cái trận đó là một cái trận đấu cực kỳ khủng khiếp. Đúng rồi. Dạ. Đó, là hình như là C2, anh thua C1 mà C2 hình như bị gác là 19, 13 hay như với nói chung là bị gác sâu. Đúng rồi. Hình như là gặp anh Trung Quốc gì đó. Xoay xong, Trung Quốc. Xoay xong, đấy. Nhưng mà anh bật lên được và C3 anh bật luôn. Đúng rồi. Đó, thành ra cũng hình cũng rất là hay. Dạ. Rồi tiếp theo nữa, anh là hạt nhân nguyên tố chính trong cái mà vô địch Thomas Cup của Nhật Bản năm 2014. Dạ. Đó thì sau đó là anh được bầu chọn, mà bầu chọn thì trong cái đội tuyển trong cái đội hình vô địch đó thì ai là người thi đấu thành công nhất, có tác động rất lớn đến đội tuyển thì Momota là số 1. Dạ đúng rồi, rõ ràng anh. Nhưng mà ở tại thời điểm đó các bạn có thể nghĩ là một người vô địch sớm. Vô địch sớm từ bé đó. Dạ. Rồi nên thành ra là mọi thứ đến với anh đó có vẻ có nó phần thành công quá sớm, nên thành ra anh cũng có một phần gọi là hơi bị chảnh mãn một tí trong cái việc tập luyện rồi cũng như thái độ. Nên thành ra các bạn sẽ để ý là ở thời điểm đó anh ấy không có bật lên thành một siêu sao được.
Đó, các bạn như 2013 là vô địch thế giới là Linh Đan, 2014, 2015 là Chen Long vô địch thế giới. Nhưng mà mình nghe Mota rất là nhiều đúng không? Nhưng mà mình hầu như ở thời điểm đó Mota, mọi người chỉ biết Mota là đánh hay các kiểu. Một biết đến Mota là nổi trội về cái lối chơi trên sân. Đó, nổi trội đánh hay. Nhưng mà để về các danh hiệu lớn, để mà bật lên thành siêu sao thì chưa. Dạ. Đó. Rồi tiếp tục thì rồi bắt đầu là cái biến cố đầu tiên. Biến cố đầu tiên. Biến cố đầu tiên của Mota đến đó là để mà anh này có biệt danh luôn là thần bài đó. Tự nhiên cái ông Kenichi, ông Kenichi Tago, Tago nhà mình thì cũng đánh rất hay nha anh. Cũng đánh hay lắm nha. Đánh rất hay. Tự nhiên người xong rồi cũng kêu là EQ có muốn luyện thêm đầu óc để mình tăng cái tính và phán đoán này nọ đơn đó. Rồi bắt xe thì các bạn có thể tưởng tượng cái thời điểm đó là ở Nhật nó có tiếng tàu cao tốc. Đấy, nó phát triển mạng lưới rộng khắp rồi. Ổng dắt ông này đi, ví dụ các bạn nghĩ đi từ Sài Gòn mình ha, là dắt ông này đi xuống Tiền Giang, đi xuống Sóc Trăng, đi đâu đó. Mà đi cao tốc thật ra nó cũng chỉ cũng ngắn thôi chứ không có, đi cũng nhanh lắm chứ cũng không có ấy đâu. Xuống đánh bài đó, tự nhiên đánh bài chỉ không biết đánh hình như là khoảng 6 lần chứ không phải một lần nữa nha. Không phải là quýt một lần rồi, một lần mới tôi mới chạm bài vô có một lần mà thua rồi bị bắt rồi không có bị phát hiện đâu, không phải đánh cũng nhiều lần chứ không phải một lần đâu. Tính ra ông này, ông mình thì cũng cò con thì cũng chắc tầm tính tiền đô thì cũng tầm 3-4 ngàn đô, thì tính ra cũng 100 chai đổ lại đúng không. Còn ông Kenny Tago nhà mình thì ông xanh chính hơn, ông bèo bèo chắc ông tính tiền Việt đó, ông cũng tầm 2 tỷ. Trời ơi đó. Sau đó thì bị phát hiện. Rồi với cái này á, là do cái văn hóa của người Nhật. Họ không muốn gọi là một cái người nổi tiếng, một cái idol, một trong cái giới trẻ mà làm gọi là cái chuyện mà gọi là làm chuyện phi pháp, nó sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ. Nên thành ra làm rất là gắt cái vấn đề này. Chứ còn nếu ở nước khác chắc nhiều khi chắc cho anh viết kiểm điểm, viết tường trình này nọ ba la kiểu đúng không. Nhưng mà với Nhật là khi đã ấy ra thì đương nhiên là chắc chắn là phải xử lý tới nơi tới chốn và để làm nghiêm cho người khác. Dạ đúng rồi. Đó, để làm nghiêm cho người khác, để cho cái thế hệ sau này nữa chứ không, chứ cũng không phải là du di được. Nên anh ấy là bị cấm thi đấu. Bị cấm thi đấu và cấm thi đấu, cấm thi đấu nha, nhưng mà không cấm tập luyện. Nên thành ra là cái câu lạc bộ gì đó là cũng vẫn còn nhà. Đấy đó. Thì thời điểm đó là coi như là cũng là một cái nốt trầm trong sự nghiệp của Mota. Nhưng cũng chính nhờ cái nốt trầm đó. Cũng chính nhờ cái nốt trầm đó nha, anh ấy có thời gian ngẫm nghĩ lại về mọi thứ. Về mọi thứ, về tinh thần, về thái độ tập luyện, về mọi thứ, để giống như anh ấy trưởng thành và nâng cấp bản thân mình lên một cách hoàn hảo nhất. Đấy. Rồi sau đó thì anh ấy trở lại. Đúng. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì anh bận đi làm nhiều quá nên anh cũng không có biết. Nhưng mà thì giờ bắt đầu tới chú Phương chứ còn. Rồi. Thực sự thời điểm đó là anh đi làm, anh công việc nhiều quá, thành ra cũng chỉ nghe phong phanh gì cơn lốc cuốn băng đi mọi đối thủ ba la ba la ba la đó. Rồi thì tới giai đoạn đó thì xin mời chú Phương chứ. Rồi. Còn anh bó tay idol chú Phương mà. Rồi thì hôm nay là mình lần đầu tiên mình làm cái người chính các bạn đó. Thầy Thảo thích hỏi gì hỏi. Chiếu hào quang cho cái đèn xuống em ơi. Thầy Thảo thích hỏi gì hỏi, trời ơi idol của em mà. Rồi bây giờ em cho anh biết là sau khi trở lại thì anh ấy như thế nào đi. Rồi sau khi trở lại đúng không, thì như anh có nói là 2016 là bị bắt vì tội đánh bạc, xong sau đó là Mota bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm, là tới tận năm 2017 là anh ta mới bắt đầu tham gia những cái giải. Nhưng mà cho cái thời điểm này á, là anh ta là thoát và bị đội tuyển của Nhật Bản á, họ không có, họ đuổi rồi đó, là anh ta phải tập. Anh như nãy anh có chia sẻ là anh ta về cái câu lạc bộ NTTX của anh ta tập luyện, rồi cái câu lạc bộ đó nó cũng chi tiền cho anh ta đi tham gia những cái giải nhỏ luôn. Là trong năm 2017 là mình biết rồi, Kento Mota trở lại và cái giải anh ta thi đấu là rất là nổi ở Việt Nam mình, chính là cái giải Shibuya Hà Nội. Việt Nam Open hay là Shibuya Hà Nội? Shibuya Hà Nội. Giải Challenge. Đúng rồi, giải Challenge, đó giải sức bồng Việt, nó ngang với giải sức bồng 100 đó anh. Rồi, đó là Kento Mota là đánh tại Shibuya Hà Nội. Xong rồi sau đó là anh ta đang quen vô địch và vô địch kiểu rất là chóng vắng tại vì anh ta quá đẳng cấp. Xong rồi sau đó tiếp nữa là anh ta đánh qua cái giải Canada Open, là cái giải đó là thuộc dạng là Super 300 rồi. Thì sau khi mà tích lũy trong vòng năm 2017 là đến cái thời điểm là cuối năm 2017 thì lúc này rồi tiếng Nhật họ thấy là Mota bắt đầu là nghiêm túc trở lại, bắt đầu là có một cái gì đó nó trưởng thành hơn và thấy là thành tích thi đấu của anh ta nó đang tốt rất là nhiều. Và anh biết rồi, đội tuyển Nhật á, thì trước nay đơn nam của họ không có một cái, không có một cái kiểu như là không có một cái nổi trội, không có một cái ai nổi trội hết trơn á, là chỉ nổi trội về đánh đôi thôi đó. Thì sau đó họ thấy Mota
bắt đầu là có cái gì đó phát triển, có gì đó tài năng nè. Họ mới cuối năm 2017 là họ kêu Kento Mota quay trở lại đội tuyển của mình. Đó, thì lúc là cuối 2017 là Kento Mota là quay trở lại đội tuyển Nhật Bản. Xong rồi sau đó là anh biết rồi, là bắt đầu tham gia những cái giải lớn trong năm 2018. Đó là lúc tại cái thời điểm này là sự nghiệp của Kento Mota mới bắt đầu đi lên dần. Đó, thì các bạn biết rồi đó, vào tháng 3 năm 2018 và vào tháng 3 bất kỳ của một các năm luôn á thì sẽ có một cái giải rất là lớn trên thế giới được diễn ra. Đó chính là giải All England, là cái giải đấu có lịch sử lâu đời nhất, và cái giải này cũng rất là giá trị luôn. Vô địch là được khắc cái tên mình lên chiếc cúp và lưu giữ lại ha. Đó, thì trong năm 2018 này Kento Mota là chưa đủ điểm để tham gia cái giải đấu Super 1000 All England này. Đó, là anh ta không được tham gia cái giải này các bạn nhớ. Đó, và sau đó là vào ngày 28 tháng 4 là Kento Mota là tham gia cái giải vô địch châu Á, và anh ta đã đánh bại Chen Long chỉ với 2 xe đấu mà thôi, hủy diệt Chen Long hoàn toàn luôn nha. Đó. nghe là hơi lạnh đúng không? Đó, nghe là hơi lạnh đó, là bắt đầu là cơn lốc này, bắt đầu lốc rồi nè anh. Đó, thì anh biết rồi, trong là xong vô địch châu Á đúng không? Là tiếp theo đó là vào ngày 5 tháng 8 là bắt đầu là cái giải vô địch thế giới diễn ra, là Kento Mota, là giải vô địch thế giới này diễn ra ở tại trên sân nhà Trung Quốc các anh, là Kento Mota đánh thắng mọi đối thủ, và anh ta đánh đến trận chung kết là anh ta gặp cái đối thủ tại cái thời điểm 2018 này đánh rất là hay, đó chính là Suzuki, và anh ta đánh bại Suzuki cũng chỉ với 2 xe đấu mà thôi, hủy diệt hoàn toàn luôn. Tại vì cái thời điểm đó là có nghe đúng không, thời điểm đó là Chen Long, là Suzuki, rồi nhiều đó. Victor cũng ấy lên đó. Tại vì thời điểm đó là bắt đầu là cái nút cũng là cái Linda đi chung quanh bắt đầu xuống, cái lớp trẻ mới nó bắt đầu lên rồi. Đó. Okay. Đó thì cái thời điểm nó có rất là nhiều cái tay vợt đánh hay, chúng ta nghĩ đến như là Ginting như là anh nói nè, Victor Selsen nè, rồi Suzuki là những cái hạt nhân đánh rất là hay, và Kento Mota vô cái giải đó là đánh rất là hủy diệt luôn đó. Và sau đó tổng kết lại trong năm 2018 là Kento Mota còn vô địch rất là nhiều cái giải đấu lớn, và trong đó là có 4 cái giải đấu lớn phải kể đến, đó chính là cái giải Indonesia Open là giải số 1000, giải Japan Open ngay tại sân nhà của chúng ta là giải số 750, rồi giải Đan Mạch Open là giải số 750, và cuối cùng là giải Fuzhou China Open cũng là giải số 750. Kento Mota vô địch hết 4 cái giải này luôn. Hôm trước mình có làm một cái clip series về cái gọi là cái điểm rơi phong độ của các vận động viên á, thì thông thường họ sẽ cái giải này có thể là giải này thành công mà giải sau là bị điểm rơi, thành ra họ sẽ đúng không, nhưng mà cái này nó cũng rơi mà sao rơi lạ ta. Nó rơi mà cũng rơi lạ nha. Anh cảm nhận là có một cái sự trưởng thành, như nó trưởng thành một cách khủng khiếp luôn. Đúng, như hồi nãy là bật sáng, vụt sáng thành siêu sao đó. Đó, cuối năm 2018 thì Kento Mota đã đạt được ngôi vị số 1 thế giới nha. Và càng đặc biệt hơn nữa là Kento Mota là cái người vận động viên đơn nam của Nhật Bản đầu tiên đã đạt được ngôi vị số 1 thế giới nha. Thì bắt đầu năm 2019 á, thì Kento Mota là có thua ở những cái giải đầu năm như giải là Malaysia Master, những cái giải tổ chức đầu năm. Nhưng mà ngay sau đó vào tháng 3 năm 2019 là lúc này Kento Mota rõ ràng top 1 thế giới, là chắc chắn là phải đủ điểm rồi. Thì là vào tháng 3 năm 2019 các bạn biết rồi, giải All England được diễn ra, và Kento Mota là vô địch All England nha, và vô địch rất là khủng khiếp luôn, là thắng rất là hủy diệt luôn. Và Kento Mota là vận động viên đơn nam đầu tiên của Nhật Bản là vô địch giải All England nha. Đó, rồi tiếp theo đó thì là một cái cơn lốc đã diễn ra các bạn, là Kento Mota là vô địch tiếp theo đó là 10 giải, là bao gồm những cái giải lớn nhỏ là bao gồm 10 giải, và đặc biệt trong đó là có giải vô địch thế giới. Anh ta một lần nữa tiếp tục đăng quang ở vô địch thế giới sau khi mà đánh bại là mình nhớ là Anders Antonsen, mà cái vô địch thế giới anh ta đã đánh thắng nó chán lắm, phải gọi là dùng từ chán luôn á, chiến thắng là mình nhớ là 21-3 phải. Khủng ao trình dữ vậy, ao trình lắm anh, nó cái gì đó nó khủng khiếp lắm đó. Là Kento Mota là trong năm 2019 tổng kết lại, anh biết rồi, giữ top 1 trên bảng xếp hạng là nguyên một cái năm dài đó luôn. Và tổng kết lại trong năm 2019 đó là anh ta vô địch tổng cộng là 11 cái giải đấu. 11 cái giải đấu nha anh. Anh nhớ idol của anh Lê Trung Quay hình như cũng chỉ có 10 giải thì phải. Đó, tầm đó thôi. Mà anh này được tới 11 luôn. 11 giải. Đó, thì 11 giải đấu là Kento Mota là để anh như em nói là bị thua 1-2 giải đầu năm rồi, nhưng mà anh ta đánh các cái giải tiếp theo là anh ta cứ tham gia liên tục, không ngừng nghỉ. Cái này ở đây là để mình làm rõ, như là 10 giải, 11 giải là nghĩa là trong một năm thi đấu. Đúng rồi. Trong một cái hệ thống tour giải của nó đó. 11 giải. Các bạn nghĩ liền cương tháng vô địch một cái. Đó, không, một tuần vô địch một, có một tuần vô địch một cái luôn anh, tại vì đánh liên tục với nhau mà. Đó, thì tổng kết lại trong năm 2019 á, là Kento Mota vô địch rất là nhiều cái đấu lớn, trong đó là ấn tượng nhất á, là Kento Mota vô địch ở Trung Quốc các bạn, là cái giải Fuzhou China Open nãy mình có chia sẻ ở 2018, là tiếp tục một lần nữa vô địch, và anh ta càng nổi bật hơn là đăng quang luôn cái giải vô địch là China Open. Các bạn biết rồi, đơn nam của Trung Quốc rất là mạnh, và Kento Mota là khi mà vô địch những cái giải đó là đánh bại rất là nhiều cái tay vợt nổi tiếng của Trung Quốc đó.
và anh ta vô địch và thắng rất là khủng khiếp. Kento Mota là được kỷ lục Guinness công nhận, đó là cho vào sách kỷ lục Guinness luôn, là vận động, là vận động viên cầu lông đơn nam đầu tiên là giành được 11 danh hiệu trong một cái World Tour, trong một cái năm của giải đấu đó. Đó. Và ngoài ra thì trong năm 2019, tổng kết cuối năm anh biết rồi, những cái vận động viên nào thi đấu xuất sắc thì anh ta sẽ được nhận cái giải thưởng là vận động viên cầu lông đơn nam xuất sắc nhất của năm đó. Và ngoài ra thì anh ta còn đạt được một cái giải gì đó của một cái tổ chức rất là lớn trao cho anh ta, hình như là cái gì gọi là giống như là vận động viên thể thao mà tiêu điểm của thế giới. Đúng rồi, đó. Đó, cho năm 2019 thì Kento ta tổng kết lại là được kỷ lục Guinness công nhận nè, và đạt được cái giải đơn nam xuất sắc nhất của cầu lông, và được thêm một cái giải đó nữa, là ba giải luôn, rất là đẳng cấp. Nhưng mà sau khi mà Kento Mota đăng quang ngôi vô địch Malaysia Master, ngay trên đường mà anh ta đến sân bay, anh ta chuẩn bị về nước, thì có một cái tai nạn rất là thương tâm đã xảy ra các bạn. Đó là Kento Mota là bị tai nạn giao thông, là bị đụng xe các bạn, bị tai nạn rất là nặng luôn. Thì trong đó là có bốn, trên cái chiếc xe đó là có bốn người, là có một cái người tài xế đã không qua khỏi cái vụ này, và Kento Mota cùng với những cái người đi kèm là bị thương khá là nặng.